Chào các bạn nha. Chúng ta lại gặp nhau trong clip chia sẻ về kiến thức về điện tử điện lạnh. Trong clip này, mình lại giới thiệu tới các bạn cái bệnh phổ thông của cái máy lạnh Panasonic, Inverter hay là hàng cơ cũng thế. Cái bệnh này là bệnh mà khi chúng ta bật lên, quạt nó chạy hết tốc độ, rú ầm lên và lại ngắt. Và cứ khoảng 3 lần thì nó sẽ báo lỗi là nháy cái đèn tham. Thì cái bệnh này hôm nay mình lại chia sẻ cụ thể tới các bạn, vì một số bạn cũng hỏi mình về cái bệnh này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn đo từng linh kiện. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp lại cái này và chúng ta test thử xem nó báo lỗi như thế nào, cụ thể ra sao. Và để test thì chúng ta cũng cần phải có cái quạt. Chúng ta cần phải có quạt của nó. Cái quạt này là quạt 5 giây. Này, quạt 5 giây DC. Đây, chúng ta đẩy cái quạt đây. Quạt nó sẽ quay hết tốc độ một lúc và nó sẽ tạm dừng. Đấy, để mà các bạn nhìn rõ thì mình sẽ cho cái dây thít vào đây. Đây, đây nó đang quay. Đây, mình sẽ cho dây thít vào đây. Đấy. Đấy. Đấy, quay hết tốc độ. Đấy, và nó dừng. Đấy, lại dừng. Đây, và nó đã báo lỗi đây. Đây là bệnh cụ thể. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Chúng ta sẽ tắt đi. Đây. Và đây. Điều khiển vô tác dụng này. Bấm tắt không bấm được này. Đấy. Chạy hết tốc độ. Và dừng. Thôi, chúng ta sẽ rút ra. Đây là bệnh cơ bản của cái quạt này. Và đây, để sửa được cái bệnh này thì bệnh này nó liên quan đến cái đường mạch nguồn của quạt. Thì trước tiên chúng ta phải hiểu rõ cái mạch của quạt. Thì nó quạt nó gồm 5 dây đây, rắc cắm 5 dây đây. Thì đằng sau đây. Thì chân 1 là chân 300V này, chân 4 2 3 bỏ trống này, 4 là 0V này, chân 5 là 15V này, chân 6 là chân 6 này là chân điều khiển và chân 7 là chân báo hồi tiếp về. Thì cái bệnh này nó sẽ liên quan đến cái xung hồi tiếp về. Thì chúng ta sẽ kiểm tra cái 15V vào quạt này nó có hay chưa.
thì chúng ta phải đo đồng hồ. Bây giờ chúng ta sẽ cấp điện. Chúng ta sẽ kiểm tra các thông số điện áp. Đây là 0V này, chân 4 này, chân 0V thì chúng ta kiểm tra điện áp 300V là chắc chắn là có này. Đấy, 317V này. Và chúng ta kiểm tra điện áp 15V. Đây, chúng ta thấy này, điện áp 15V tạm thời là mất này. Hiện giờ điện áp 15V đang bị mất. Chúng ta thử bật xem nó có điện áp 15V không nhé. Rồi. Có này. Điện áp 15V có. Và điện áp điều khiển và điện áp phản hồi có. Điện áp phản hồi có. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái đường phản hồi, cái xung hồi tiếp về vi xử lý. Tạm thời chúng ta sẽ rút điện ra. Và đường hồi tiếp về vi xử lý nó sẽ chạy qua, chúng ta kiểm tra xem nào, chân số 7 này, nó chạy sang đây ra đây, đây chân số 6 sang đây, 1 2. Bây giờ chúng ta sẽ dò cái chân phản hồi này là chân số 6 về con PC303 này, và nó chuyển sang chân 43 và qua mấy con điện trở diode và chạy về vi xử lý. Và để sửa được cái bệnh này thì chúng ta phải hiểu về nguyên lý. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ tới các bạn sơ đồ của cái mạch nhà hồi tiếp này. Thì mạch hồi tiếp nó ở chân 6 này. Đây, tôi cũng đã vẽ ra đây rồi đây. Đây là chân 6 này. Từ chân 6 này nó sẽ chạy về đây theo đường mạch này, nó chạy về chân 2 của PC303. Đây đây, từ chân 6 nó chạy về chân 2 của PC303 đây. Và chân 1 của PC303 này nó nối qua con điện trở nhỏ này 762 này. Và nối lên 15V. Đây, nối lên 15V này, 7,5K. Và chân 4 của PC303 thì chân 4 này nó nối với 5V. Đây, chân 4 này nó sẽ được nối với 5V. Chúng ta đo kiểm tra cái 5V này. Đây, cho kiểm tra cho các bạn này. Đây là vị trí 5V này. Thì chúng ta kiểm tra chân 4 này. Đấy. Đấy, chúng ta nghe thấy tiếng tít chưa? Là chân 4 được đấu với 5V. Và chân 3 nó sẽ được chạy qua một điện trở này, 1K này. Đây, điện trở 1K này là chính con điện trở này. Và điện trở 1K này nó sẽ nối với điện trở 20K và đấu ra mát. Thì đây chính là cái điểm này, đấu với con trở này là trở 20K và đấu ra đây là mát. Đây, đấu ra mát đây. Và con tụ ở bên cạnh đây chính là con tụ nọc này. Đấy. Sau đó cái đường trích giữa con điện trở 1K và 20K này chính là đường trích này. Đây, nó sẽ chạy theo cái đường mạch nhỏ nhỏ đây. Và chúng ta sẽ dò ra nó về tới đây. Về tới đây, chạy sang đây và nối với con điện trở 1K này để trở về vi xử lý. Thì đây nó trích ở đây về 1K về vi xử lý. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các con điện trở này. Nếu không vấn đề gì thì chúng ta sẽ thay thử con PC303 này. Đây, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Trước tiên là chúng ta thấy chân số 6 này, nó chạy vào đây. Chúng ta kiểm tra cái điện trở 7,5K này. 7,5K có nhé. Bây giờ chúng ta sẽ
lần theo cái điện trở đây, điện trở này là điện trở 1K này. Có 1K, điện trở 20K. Có 20K. Bây giờ chúng ta lần theo vào đây thì nó sẽ tới cái chỗ này. Và tới đây là con điện trở 1K thì chúng ta đo kiểm vào đây. 1K đầy đủ, không vấn đề gì, không đứt, không nâng chỉ số. Bây giờ chúng ta sẽ thay thử con PC303 này. Vì là PC303 này tôi đo thì hình như nó cũng có vẻ là nó hỏng chết mất con diode một giữa chân 12 này. Đây. Chúng ta kiểm tra thang đo diode đây. Đấy, đây là 10.053 này. Và bên này cũng 0.053 luôn. Thì tôi nghi ngờ là con PC303 này chết. Bây giờ chúng ta sẽ thay thử. Và đây, tôi đã thay con PC816 này vào. Đây, con PC của nó đây. PC816 của nó đây, tôi đã tháo ra. Và đây, tôi đã thay vào. Đây. Chúng ta làm sạch các vị trí một chút. Nó bắn cái thiếc ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại test thử. Đấy. Các bạn thấy quạt quay không vút hết tốc độ nữa kìa. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ điều khiển được tốc độ của quạt này. Đấy, đây là tốc độ, đây là chế độ tự động. Và bây giờ là chế độ nhanh, chế độ số 1 này. Chế độ số 2, số 3. Đấy. Vì đây là không kết nối giữa cục nóng cho nên là máy đã báo lỗi. Thì bây giờ chúng ta rút ra. Và chúng ta kiểm tra lại. Số 3, bây giờ chúng ta tăng tốc độ của quạt lên này. Đấy, bây giờ đã điều khiển được tốc độ của quạt. Như vậy là bệnh này chúng ta đã sửa được. Và nó hỏng này, hỏng con PC này, PC816. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào các bạn. Quạt này. Đây là tốc độ, đây là chế độ tự động.
và bây giờ là chế độ nhanh, chế độ số 1 này. Chế độ số 2, số 3. Đấy. Vì đây là không kết nối giữa cục nóng cho nên là máy đã báo lỗi. Thì bây giờ chúng ta rút ra. Và chúng ta kiểm tra lại. Số 3, bây giờ chúng ta tăng tốc độ của quạt lên này. Đấy, bây giờ đã điều khiển được tốc độ của quạt. Như vậy là bệnh này chúng ta đã sửa được và nó hỏng này, hỏng con PC này. PC 816. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào các bạn.